Đây, một A ha. Trời Cái này ơi, tự chia cành luôn nè, khủng khiếp thiệt chứ trời. Cái cái này cây được ba thân nè, chứ gì tam chứ gì. tài. Tam tài hả? À, tam tài. Mà Ba để là tài ha. Trời ơi, cái cây nó đẹp. Cây này là siêu khủng nha cả nhà. Hôm nay quay lên cái cây này giá có lẽ là nó khủng nhất cây này bóp đọt nè, cô chú anh chị mình á. xem Quá nè, trời. nó Đúng rồi, nó vớt ngọt có chút xíu nha cả nó nhà. ngọt rồi còn chút xíu nè. Và cái cốt cành của nó là siêu vip luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em quay vô từ ở trong cái cành, cái nách lá cho cô chú anh chị mình xem luôn. Gì nè, Trời ơi, nó bự nè cả nhà mình ơi. Quá trời cái cây cái ha. thôi này ép chậu nhìn thấy được chưa, Này chắc khoảng bốn mấy cô chú anh chị, nút nụ nè, trời ơi. nút nụ hay cô chú anh chị là từ Lên cái trong ra dưới mới ngoài lên, luôn, ok từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đó. Trời ơi, cái dàn nụ rồi, cái dàn nụ chất lượng thiệt chứ, này con này gỡ này ra vừa được mua hết đất mạnh thôi chứ gì. á. Hoành điểm này 43 ha. 43 hoành cô chú anh chị, cây này quá đẹp. Kính chào toàn thể quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ạ. Dạ, ngày hôm nay thì em tiếp tục ghé vườn mai của chị Ngọc Lan cô chú ơi, để giao lưu với mình một số cái mặt hàng mai chơi Tết, đặc biệt là hôm nay những cái mặt hàng chị Ngọc Lan lên cô chú toàn là hàng khủng à, hàng VIP cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Rồi em chào chị. Và em chào chị ha. Còn cũng chào cô chú anh chị thích mấy vàng cả nước ạ. Hôm nay em tiếp tục cái lượt kênh giao lưu cô chú anh chị mình siêu bông Sài Gòn ha. Chị Ngọc Toàn là Đại Lộc rồi ha, cô chú anh chị mình siêu bông lỡ ha. Dạ. Hôm nay mã số đầu tiên là mã số 1A ha. Là một cái siêu bông Sài Gòn hàng bên Sài Đại ha. Siêu bông Sài Gòn lun cả nhà mình ơi, 1A ha. Trời Cái này ơi, tự chia cành luôn nè, khủng khiếp thiệt chứ trời. Cái cái này cây được ba thân nè, chứ gì tam chứ gì. tài. Tam tài hả? À, tam tài. Mà để ba là tài ha. Trời ơi, cái cây nó đẹp. Cây này là siêu khủng nha cả nhà. Hôm nay quay lên cái cây này giá có lẽ là nó khủng nhất á. Cây này bóp đọt nè, cô chú anh chị mình xem quá nè, trời. Nó Đúng rồi, nó vớt ngọt có chút xíu nha cả nó nhà. ngọt rồi còn chút xíu nè. Và cái cốt cành của nó là siêu vip luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em quay vô từ ở trong cái cành, cái nách lá cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Nút nụ là phải nói là thôi rồi luôn á. Quá tí nút nụ luôn cả nhà. Dốc ngọn nha. Rồi mình tiến hành đo thông số đi chị. Cây này là xi măng Sài Gòn hồi đó chủ dưỡng nó ghép đời đầu như bây giờ. Ừ, từ hồi có giống là ghép rồi ha. Dạ, hoành 44 rưỡi chứ 44 ha. 44 hoành luôn của chú chị ơi, cây đẹp quá. Tổng củ đế được là 1m37. Trời ơi cái cây. Phải dùng cái từ VIP. Nó đang nằm chậu 70 lọt lòng của chú anh chị. 70 lọt lòng mà cái chậu nào? Cao nhiêu nè? Chiều cao 1m25. Dạ. Tán ngang chắc cỡ 1m6 thôi chú anh chị mình. Tán ngang 1m6 nha. Xin phép của chú anh chị mình nha. Để em quay cái cây này cho thật là đẹp cả nhà, để em chuẩn bị cái góc quay á. Chú anh chị mình coi ha. Rồi, chị quay em ha. Đây cả nhà mình lên cái cây nè. Nó tròn mà phải nói là nó hoàn hảo luôn rồi cả nhà. Xuất sắc luôn cô chú anh chị mình ơi. Cô chú mình có điều kiện mình cứ sưu tầm cây này về đi cô chú. Nói chung là sẽ nâng tầm giá trị, đảm bảo không làm cô chú anh chị mình thất vọng nha. Quá đẹp. Rồi. Quá tí luôn rồi. Cái tàn nhiêu vậy? Cái tàn nhiêu cái đó chưa? Cái tàn một mình tàn ngang 1m6 hơn. 1m6 hơn luôn cả nhà ơi nè. Trời ơi. Cái cây thì chứ. Cái này là lên nụ chân kim nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi, thắng lợi nè. Cho cô chú anh chị mình coi nụ nè. Nó rải rác tới trong luôn ha. Nụ dày đặc và chi chít luôn. Sửa cái cây này không cô chú anh chị. Mấy ngày trời luôn á. Nè, khủng khiếp chưa? Rồi báo giá em luôn nha chị. Rồi cây này em giao luôn cô chú anh chị mình giá là 26 triệu đồng em giao ship nha. Dạ. 26 triệu bao ship ha. Cái này mình đi khu vực nào chị? À, khu vực miền Nam mình ha. Còn như khu vực miền Bắc thì cọc cho em ship đỉnh là em sẽ cũng dẫn ship hàng cho cô chú anh chị mình. Dạ rồi, nếu mà ship ở miền Bắc thì cô chú anh chị mình vui lòng ha. Mình đặt cọc số tiền khá khá chút xíu nha cả nhà, tại hàng này hàng giá trị lớn á. Mong cô chú anh chị mình vui lòng ha. Rồi cây này là cây mã số 1A, 26 triệu bao ship tới nơi cả nhà mình luôn. Một cây siêu bông Sài Gòn hàng xây đại cả nhà. Xây khủng luôn ha. Rồi em qua mã này nha cô chú anh chị ơi. Rồi, kế đến nha cả nhà. 2A là một cây nhị ngọc toàn nữa ha cô chú anh chị mình. Dạ. Hàng cũng hàng siêu phẩm luôn ha. Cái tàn nó y như cây thông Noel nha cả nhà. Quá trời quá đất luôn cái tàn ha. Tết mà gặp được mấy cây này mê lắm cô chú. Hàng quá đẹp. Ngọc toàn này chắc cũng già mùa ha. Dạ, già mùa. Cốt mà cái gì nó liền đậu hết trơn nha. Rồi đã không số lên ha. Hoành là 32. 32 hoành luôn cả nhà. Cao 1m50 ạ. Đâu không tới ha. Dạ. Này cỡ 1m7 ha cô chú ơi. Ngang 1m4. Dạ. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 6 triệu 9 ngàn ha. 6 triệu 9 nè cả nhà ơi nè. Cô chú mình coi nút nụ cây nè. Khủng khiếp luôn cả nhà. Quá tí luôn. Nè. Xuất sắc chưa cả nhà mình ơi.
hết biết luôn. Chốt ngay nha cô chú anh chị, hàng chơi Tết nha cả nhà. Bao phê nè, bao xịn sò luôn nha. Rồi 6 triệu 9 cho mã này ạ. Mã kế đến cô chú anh chị. Là một cây siêu bông mình lợi giúp mấy tàng cô chú anh chị mà. Dạ rồi. Cái này như em còn có 2-3 cây. Hôm nay là để giá yêu thương cả nhà mình luôn nha. Đây. Quanh 23. 23 quanh. Cao là 87. Rồi. Ngang được 1m05. Dạ 1m05 là tại ngang. Này nha luôn cô chú anh chị, giá 1 triệu 1. 1 triệu 1 thôi cả nhà ơi. Trời ơi giá quá yêu thương cho mình hết cô chú anh chị. Rồi mã tiếp theo hết cô chú. 4. 4K ha. 4A. Ủa 4A, 4A. Rồi. 4A là một cây bình lợi ha. Cây tước và cây 3 ha cô chú anh chị mình. Rồi. Bình lợi luôn cả nhà ơi. Cốt cành liền lạc hết nè. Nút nụ nhiều lắm nha. Rồi chị đo thông số ha. Đi cũng ghê. Hoành 24,5. Dạ 24,5 là hoành của chú anh chị. Cao 1m07. Ngang 1m20. Rồi. Rồi giá là 1.200.000 ha cô chú anh chị. Dạ 1.200.000 bao ship của chú ơi. Rồi kế đến luôn. 5. 5. À. Là một cây bình lợi tiếp tục ha cô chú anh chị mình. Này sữa giống như tảng như chiếc lá vậy cả nhà. Nè. Nhìn cưng ghê không? Rồi chị xoay vòng ha. Đây cả nhà, tàn quá đẹp luôn. Này sáng tạo lại cô chú anh chị. Rồi. Quanh 20,5. Cao lên là 56. Ngang là 1m1. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị 900.000 ha. Trời ơi có 900.000 à cả nhà ơi, chốt ngay nha cả nhà. Rồi kế đến luôn. 6 à. Là một cây đại lộc cô chú anh chị mà. Dạ. Cây đại lộc này siêu già mùa luôn. Gốc pha giường. Ừ. Đây cô chú anh chị mình này, đế đẹp ha. Nút nụ là thôi rồi luôn cô chú, quá tí luôn á. Hoành 27,5. 27,5 là hoành hả cô chú anh chị? Đế hiện tại bích cái chậu 3,5 luôn hả cô chú anh chị mà. Rồi. Cao được 79. Tăng ngang được 80. Rồi. Rồi cây nệm giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.900.000 ha. Rồi, cô chú tham khảo giúp em mã này nha. Kế đến luôn ha cả nhà. 7A là một cây dạo như ý ghép phôi bên giường thôi cô chú anh chị mà. Ôi nó bự nè cả nhà mình ơi. Quá trời cây ha. Thôi này ép chậu nhìn thấy lực kia. Này chắc khoảng 4 mấy cô chú anh chị. Nút nụ nè. Nút nụ ha cô chú anh chị là từ trong ra ngoài luôn. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trời ơi cái dàn nụ rồi. Cái dàn nụ chất lượng thiệt chứ. Này gỡ này ra được rất mạnh thôi. Rồi. Hoành điểm này 43 ha. 43 hoành của chú anh chị. Cây này quá đẹp. Đế nó được 1m04. Rồi. Tàn ha. Lùng nha cô chú anh chị, ép chậu nè. Quá đã. Cao được là 90. Dùng lực nha cô chú. Ngang là được 93. Rồi. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 7.600.000 ha. Dạ. 7.600.000 bao ship cả nhà. Cây này quá êm ha, quá đẹp luôn nè. Nút nụ là quá tí luôn ha. Như ý nha cả nhà, cây này thì bao giống của chú anh chị mình luôn. Bên vườn chị có cây nái nha cô chú anh chị. Rồi, qua mã luôn nha. Mã kế đến luôn cả nhà. Mã số 8 nha. Siêu bông mà. Hình lợi. Ồ, cái bông nè, quá đã luôn cô chú. Bông siêu đẹp luôn cả nhà ơi nè. Hơi mây vườn ha, nút nụ lên nè. Cái hàng này nút nụ khủng khiếp thiệt chứ. Chi chích hết tên cô chú anh chị ơi. Rồi, cái hoành nó ha, hàng già mùa nha cô chú anh chị. Quá bự luôn á, mấy cây đã thiệt. Cặp với cây Như Ý nè. Hoành điểm đó 46 ha. Cái 46 hoành luôn trời. Cao 80. Ừ. Ngang nó được 85. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 5 triệu đồng thôi cô chú anh chị mình. Rồi, chỉ có 5 triệu thôi cả nhà ơi, bao ship nha. Mình chốt lại nha cô chú anh chị, cây nè. Giá là bao hữu nghị nha cô chú anh chị. Quá đã luôn. Rồi cô chú tham khảo giúp em nha. Rồi kế đến luôn. Mã 9 nha. Là một cây siêu bông mình lợi gấp hơn dưỡng thôi. Cái nồi đế phải nói là bao xịt luôn nha cả nhà. Trời ơi cái nồi đế đặc mà nó vậy nè cô chú. Mà phơi vườn nữa nha. Hiếm hàng nha cô chú. Hoành là được 34,5. Rồi. Cái tổng đế được 1m. Giác trực cả nhà. Cao nó 1m26. Rồi. Cao ngang nó được 1m. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình 6.900.000 ha. Dạ 6.900.000 bao ship cho mã này cô chú anh chị ơi. Siêu bông bình lợi ạ.
Rồi cây cuối clip luôn hả chị? Rồi cái này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ em rút thời gian qua. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại ạ. Dạ rồi, em chào cô chú anh chị ha, và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Ưng mã nào thì mình alo chị Ngọc Lan giúp em nha cô chú.